Hello, hôm nay Danh xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay lại có dịp chối nắng các bạn, có dịp quay máy cày cho các bạn xem. Thì mở cái trang, xin phép mở cái trang ra nói chuyện với các bạn nha. Đây, cái mặt của mình đây, mặt bên cuộc đây. Thì ngày hôm nay mình lại chạy máy cuốn gom các bạn, máy cuốn gom máy cày nha các bạn nhé. L404408 các bạn. Và đây chất lượng của nó này các bạn nha, rất là đạt nha các bạn. Đây. Xoa tay là xoa tay về là không vô là gom mấy đạn nha các bạn. Đấy. Đó các bạn thấy chưa, đây đây nè, đó đó các bạn thấy chưa, đây tập nè, đó thấy chưa, ông có đội này, ông che một cách của mà ông che không biết che sao vậy, cho nó bồng bổng thêm chút nữa phải không? Máy cuốn gom vậy cũng giới thiệu đó. Đây các bạn, đây nè các bạn nha, mình nhấn nè, đó nhấn đi cục gom luôn nha, nhưng mà nó không vô nha các bạn nha. Đây mình đạp nè, đó nó không vô nha các bạn, chứ không phải là cuốn sụp sột như mấy cái máy điểu nha các bạn nha, nhưng mà máy cũ chạy rất là ngon. Đấy mà mình nhấn nè, đó đó rồi nè, đó không vô nha, nè một ngón thôi các bạn, đó không vô nổi, rất là cứng nha. Gom các bạn kiểm tra là kiểm tra cái đầu này nè, với lại nặng với nhẹ là nó không có quan trọng các bạn, nặng với nhẹ là do cái cục gom đó là nó ướt hay là nó khô thôi, còn quan trọng là cái đầu này nè, bạn nhấn gì mà nó không vô nè, đó đó rồi là gom cũng đạt nha các bạn. Gom này mà lên xe mấy xe nó khoái, còn cái máy 4018 này thì kéo gom lên nha các bạn, mình thất thế hơn máy xích do chỗ mà đất lầy mình chạy không được bạn. Còn mà đất khô thì máy xích ở lại nha. Đây. Khừ luôn các bạn ơi. Ông này khoái muốn chết mà đạo ông chơi sao xạo các bạn. Chứ đâu nếu mà không khoái ông đổ kêu cái máy này gần 10 cây số chạy qua đây đó các bạn. Trời ơi, nhẹ xịu à. Cục gom nhẹ xịu anh, trời ơi. Nhẹ lắm. 7 kg à. 17 kg à. Trời ơi, cục gom có 7 kg à, trời ơi. 7 kg. Đấy các bạn, chạy gần 20 cây số qua đây đó. Cây số lại đây mà con nè, mày kia trời ơi. Đó các bạn, nó đang chạy đó. Mình sẽ xuống dưới đó mình quay cho các bạn xem cận cảnh nha. Do cái khung này không có gom các bạn. Cắt cái gì 8 con mà gom còn có 4 con, đã lấy hết 4 con rồi. Tại vì khu vực này không có nhà ở xa các bạn. Nhà ở xa cho nên cắt xong thì một người xin chút ấy. Lấy chưa này, đó các bạn thấy không? Một lần cắt 8 con đó, 8 con một lần chạy từ đây qua tới đó là được có 1 cục à. Tại vì khu vực bên đây là người ta lấy hết rồi, đầu dạng người ta lấy hết rồi. Nhờ không cho thì cũng không được, vùng nó nhà mình nó xa các bạn. Đây, đó các bạn thấy không? Đây, bây giờ cận cảnh các bạn xem nha nè. Đó, đập là bụp 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 luôn nha các bạn nè. Các bạn còn không để ý, các bạn lấy đồ gói bạn đè xuống như nè. Đó, nó chắc hay là nó không chắc là mình biết liền nha các bạn. Côn này giá khoảng tầm 17-18 kg các bạn, không nói điệu nha, không bốc phép nha. Người ta lên xe yêu cầu là 15 kg là đạt rồi các bạn. Đi gom này hơn, tại vì phần nó mình cuốn gia công các bạn, người ta có nhiều đâu nè. Ui, gom rất là nặng các bạn ơi nè, chất lượng ha, đất thì cũng phải mềm mềm đó, cái cày chạy có lần vậy đó các bạn, cũng hơi mềm. Đây đập xuống các bạn xem nha, đó vẫn còn mềm các bạn, nhưng mà nó cứng cái nữa nó mới chảy mới ngon dữ nữa các bạn. Nhưng mà nó cứng nữa các bạn phải nhả thùng ra nha các bạn nha, không nhả thùng ra là bể mặt đạn hết luôn á. Lý do là cái đất cứng á các bạn, tốc độ của các bạn chạy nó nhanh hơn cái đất mềm. Các bạn đập Amiga xuống nó vẫn còn trơn và một phát thắng, với lại nó không nặng máy bằng cái đất mềm mềm vậy các bạn. Đất khô là nó chạy là nó lực nó mạnh hơn các bạn, nó không có yếu như đất lầy một phần là nó dính lên cái bánh đó các bạn, cho nên nó chạy chậm hơn. Đó, gom mà đạt tới đạt luôn các bạn ơi. Thì là cái này là 4508 nha các bạn. Nhà tụi mình đi là tụi mình mang theo cái bánh bơi á. Các bạn chắc cũng ít ai chạy cuốn gom mà để bánh bơi lắm, bởi vì tụi mình đi xới rồi ai kêu cuốn gom mà chạy lên cuốn luôn à, chạy thùng ra lên cuốn thôi.
cây đất có bánh bươi vậy á, thì chỗ nào mà nó lầy á, lầy mà nó còn mềm quá thì cái bánh bươi nó phụ đẩy, nó phụ bường, cho nên nó là nó có thể nó lướt đi được, nó lợi thế là nó lợi thế ở chỗ đó. Còn đối với chạy vòng bờ này các bạn nha, thì bắt buộc phải chạy chỉ ăn được có một bên cái thùng cuốn thôi, ăn một bên thùng cuốn á, thì cho nên cái đầu của nó sẽ là một bên bên lớn bên nhỏ, là bên bọng bên chả các bạn, bên bọng bên bên có lỗ bên không lỗ đó, mình theo nó theo dân địa phương đó, nó là bên lớn đầu nhỏ đó các bạn. Thì cái đó là phải bắt buộc rồi các bạn ơi, tại vì cái gần bờ là mình không có vô sát được, bởi vì mình có mang cái bên bươi, với lại không có bên bươi thì nó cũng bị, nhưng mà nó bị ít hơn nha các bạn, ít hơn. Có bên bươi, có bên bươi là có thấy rõ ràng liền đó, cái thất thế với cái có thế của bên bươi. Nhưng mà vô trong chỗ ruộng á thì mình đã sẽ nói trước đó là cặp bờ là nó không được đều nha, cho mang bánh bươi thì người ta cũng chấp nhận các bạn. Đây nó sẽ nhấn vô một chút nha các bạn, đấy nó cũng cứng đó, đó nó sụp xuống chút thôi. Còn cái đầu này nè các bạn, cái đầu này gần bờ này các bạn thấy không, đây cái đầu này là không xuống nổi nha các bạn, tại vì nó ăn có một bên nè, tại vì một bên kia là cái bánh bươi nó đụng bờ, cho nên bắt buộc phải chạy thẳng thôi, là nó không đều các bạn. Giờ nó đang lấy đậu giặt kìa các bạn. Đó, clip của mình cũng dài 6 phút ha. Cái kinh nghiệm chạy riêng của mình thôi chứ mình không có chỉ ai nha các bạn. Các bạn để làm sao mà cuốn thằng 4008 nha các bạn. Nó thì thua lực thằng 5018 nha các bạn. Nếu được 5018 chạy càng ngon nữa. Chứ nó tới 8 lùi. Còn này nó 8 tới 4 lùi nha các bạn nha. Đây cũng hơn cái đầu giặc mấy ông nuôi bò người ta hốt hết rồi các bạn, ta hốt người ta cũng biết lấy đầu giặc thôi, tại vì đầu giặc thường thì máy nó cá nhiều à, nó xích á, máy cắt nó cá nhiều, thành ra thì dính với sình thì mình quào cũng hết đấy các bạn nha. Đây đặt ví dụ như cái này nè, có các bạn thấy quào gì không, quào sình này á, vấn đề của máy là không có sao, nhưng mà cái cục gom của nó là dính sình nha các bạn, đó nó hư gom, thấy không, nó chạy ra lấy đồ giặt trước nó mới vô đó. Nó đang bóp kèn nhỏ, đừng có chạy máy lung tung sợ mắc lầy các bạn. Đó, kêu bỏ đó đi, mà cái đó là chuyến sau mình chắc lên là mệt rồi, mình trở về cho người ta luôn các bạn, trở về tính thêm cục hả cuốn xong á, mình dục lên là một mình đem về luôn các bạn. Còn bây giờ thì mấy khuôn này cuốn xong thì bỏ trên lộ, thì kêu nhỏ đừng có chắc lên đó các bạn ơi, chứ không có gì đâu. Mình em 15 tuổi đi theo rồi, tầm mười mấy các bạn, hồi đó mình nhỏ hơn nó nữa, mình 14 tuổi là mình leo lên máy mình chạy các bạn, này vô 16 tuổi rồi. Mình thì đó là đạp Amaya, đạp phải đứng lên đạp đó các bạn, nhỏ con lắm, mà bây giờ làm sao được mà. Quá trời. À, các bạn còn thắc mắc gì cứ hỏi mình nha các bạn nha. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây hay gì các bạn. Bye bye các bạn nha, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha.